Rất là bối rối. Và có lẽ chúng ta sẽ phải cùng chờ xem ai sẽ là người chiến thắng trong cái kèo đấu BO3 này. Và chính xác hơn là trận đấu thứ nhất. Trận đấu này có vẻ như Sven sẽ là người được dồn vào rất nhiều. Một pha ngủ lại này, Sumail trên Stanza dồn đam tiếp theo luôn. Một cái feature chặn đường và có vẻ như là mid one sẽ dồn vào tình huống này. Nhưng mà Tot được ET về này, nhưng mà Tot vào chỗ này Fly quay ngược lại, gọi bóng ra đấm vào người mid one một phát nào. Ui, power shot chuẩn của anh em ạ. Một tình huống Chris đã tính toán từ trước và kết thúc mạng của mid one. Liệu rằng là bên phía của EZ có muốn vào không nhỉ? Ồ, thả mắt rất nhanh. Và bây giờ thì combo vào một người Fly rồi, nhưng mà trượt, mid one bị dính một cái stun chẳng. Nhưng mà Zapdo vừa làm cho Sumail không thể stun được. Không sao cả, thì mid one cũng chết rồi. Thêm một mạng của Nisa nữa, nhưng mà Nisa có đến hai mạng. Một cái Fisu nó là gần như làm cho team Secret họ không thể tràn lên vào cái pha teamfight này. Và bây giờ thì Nisa sẽ chết, Poppy cũng phải nằm và dai. Chỉ có một mình thể chống Mafia thôi. Gần như là đội hình của team Secret họ đang tan nát hoàn toàn trước team EZ trong cái pha teamfight này. Thực sự cái em không được thích cho lắm cái Fisu vừa rồi anh ạ. Nào, Zapdo nhìn thấy một người TP ra, hai người TP ra thì phải. Và ngay lập tức là Blink định di chuyển về với chúng tôi này. Không được đâu bạn ơi, Zapdo sẽ lên bảng thôi. Vừa xách cổ cho nó, gọi là cho nó an toàn anh ạ. Thực sự Chris đánh quá cẩn thận. Đứng trên đấy rồi thì em nghĩ là 100% là chết, lại còn phải xách cổ nữa. Mít Hoàn thì bị bắt vào đến từ bên phía của Sumail. ADG, chính xác cơ lập chiếc Chris bắn đau quá. Cái focus fire này nó có hiệu ứng cả bố set. Và thực sự là liên tục là có những pha set nhảy. Đang muốn để cho EZ vào trước thì phải. Không, Secret sẽ là người mở combat combo vào này. ADG nó mất nửa cây rồi, nhưng mà cái Earth Spitter nó giật một người của Zai, làm cho Zai mất một chút máu. Focus fire là chưa đủ đâu, Zai trâu quá. Zai quá trâu đi, nhưng mà Sumail có mặt bằng lượng đốt máu của mình. Nhưng mà không, Zapdo tiếp tục có mặt. Eco Slam ra, Fit xua ra. Đội hình của EZ đang tan nát thì phải. Sumail gần hết máu, tự lốc mình lên, nhưng mà Sumail sẽ phải chết rồi. Trong đó thì Zapdo đã phải chết một mạng rồi. Nisa bị ngủ lại, Nisa không thể di chuyển được. Và Sumail vẫn còn sống trong tình huống này. S4, Blink lên, Star được hai người. Và cộng thêm một pha power shot nữa, nhưng mà Poppy vẫn còn sống. Vậy là S4 sẽ phải trả giá bằng cái mạng của mình thôi. 30 giây nữa thì Sumail mới ra, mà có vẻ như Colossal sẽ nằm trong tay của team Secret. Nhưng mà trước đó thì Sumail phải có mạng của Zapdo đã, đập cho mình Enchant Totem ra. Nhưng mà cái bao shot đó nó quá chuẩn xác và kết thúc mạng của Zapdo. Fly vẫn đang cố gắng phá thì phải, và Colossal vẫn chưa chết kìa. Stun được ra nhưng quá lại không dính vào người của Zai rồi. Colossal được ăn đến từ bên phía của team Secret và Sumail sẽ lùi về. Không, quyết định là nhường lại là Zai cầm khiên. Chris bắn power shot, thấy được hai thành viên. Zai thì sao nhở, bị dòng ngủ chăng? Một cái sách cổ đôi và cộng thêm một pha stun đôi của S4. Có vẻ như là không được, không nên làm như thế. Nào, dồn đam vào mid one, mất nửa cây máu vào mid one, chết rồi. Mặc dù được búp rất nhiều giáp ra, nhưng mid one vẫn phải nằm xuống rồi. Nisa có hai mạng và không, anh sẽ phải mất cho mình một cái mạng đá. Nhưng mà quay lại ngược của Sumail kìa. Sumail dính Impetus và tất có thể tình huống này Sumail sẽ phải chết. Nhưng mà thêm một hit nữa thôi và đó là mạng dành cho Zai. Một mạng nữa phải nằm xuống, đó là mạng của Poppy. Bài bạch ra đến với Poppy luôn kìa. ADG đang cố gắng quẩy bằng cái form của mình, nhưng mà form đỏ hết rồi. BKB cũng hết luôn, anh phải đi về. Chris bị giữ chân lại và đây sẽ là mạng dành cho Zai mà thôi. Tổng cộng là bên phía của team EZ mất đến một mạng, hai mạng với nhiều hòa rồi. Không biết là có phải Survivor Cup được không nhỉ? Đó là hai mạng đổi ba mạng của team Secret. Nếu mạng quyết kinh thì anh ta là sống dậy, không có đề gì cả. Đúng, và chỉ là hai đổi hai khi mà chen của Papay đã bay bách ra. Với tình huống anh nghĩ cái người nên cầm Colossal là Tini khi anh ta đã mất bay bách rồi, nhưng mà không, lại nhường lại cho chen Enchan, chính xác là Enchan của Zai. Em thì không được thích cho lắm, tại vì nói gì thì nói, con Enchan nó có khả năng tự hồi phục được. Chính xác rồi. Và cái việc mà Sven trong tay của ATG, anh ta BKB gần hết rồi, chém chết dài rất là khó, nên để cho Tini của Mid One cầm hồi sinh khi mà Mid One anh ta là người sẽ là phải tăng vào đầu tiên trong combat. Em thì bắt đầu nghĩ rằng là team Smith họ đang dần dần chiến thắng trận đấu này, đang rồi chiếm lại thế trận một chút. Nhưng mà Mid One đang đánh khá tồi ở trận đấu này. Vâng, Mid One gần như là blink vào chỉ là một cái combo kiểu hờ hững, tức là không giết được ai cả. Anh ta đã stun từ trước rồi và anh ta blink là chỉ để tót lên, sau đó là bị Winner của Chris bắn đến chết. Không biết có phải là do Mid One không biết chơi Tiny không, nhưng mà thực sự là trận đấu này anh ấy đang thể hiện hơi tệ, thi đấu khá tệ. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường anh ạ, tại vì đây không phải nhà của mình mà đang là ở nơi thi đấu, đất khách quê người. Sách cổ ra giữ chân được Dài, nhưng mà Dài trâu lắm,
một tình huống giận ngủ giữ chân được hai thành viên, và trong đó đội hình của Easy họ đang muốn giết chết Midone. Ôi một cái Earth Spitter nhưng mà chỉ dính bình chem mà thôi. Poppy xem người phải chết trước, và trong đó Zapdo cũng phải nằm luôn chẳng. Zapdo đã lên bảng rồi và combat trở thành 3-5, nhưng mà Zapdo bay back ra kìa. Nhưng mà Earthshaker không còn cho mình đó là một cái Echo Slam nữa, thì em nghĩ tại sao lại buyback ra nhỏ? Vẫn phải buyback để giúp đồng đội. Một con Sven bật BKB lên nhưng mà cái Impetus nó đau lắm đấy. Chỉ cần một cái stun thôi nhưng mà S4 đã giữ chân lại hai thành viên, không cho họ đuổi theo. Vậy là S4 sẽ là người chết thay cho ATG. Anh ta quyết định là thí mạng mình để cứu ATG về, một nghĩa cử cao đẹp. Vâng. Từ một con offland chủ yếu là rất nhiều tiền để lên thành cái SE để counter những con như là Beetle Back thôi. Rồi Midone tốt được một người về, và đó là vị trí của Crit. Sao đây ta? Crit ở chỗ nào? Ui, một cái pit chu làm cho Zerven không thể dồn đam thêm được. Bây giờ mới quật gót sơ trang lên, dồn đam vào, ra chết rồi. Midone có lẽ cũng phải nằm xuống thôi. Và tình huống này Crit sẽ phải mất hai thành viên, nhưng mà từ từ đã. Echo Slam của Zapdo gần như chỉ đóng vai trò là giữ chân lại, còn Easy thì vẫn trả lên. Họ sẽ muốn có cho mình mạng của Nisa, nhưng mà Nisa bật BKB làm gì thế này bạn ơi? Nisa bật BKB chém không chết ai. Midone thì đang cố gắng đẩy đá, giết được Crit rồi. Nào, trong cái đó thì sao? Poppy cũng phải nằm xuống. Và đó là cái mạng thứ 3 của team Secret. Mạng thứ 4 và mạng thứ 5 sẽ là Nisa. Gần như đây sẽ là pha team wide rồi. Khi mà Midone đã chết một mạng, anh bài bách già này giết được một người này, đó là ATG. Sumeru đang cố gắng lốc được vị trí của Tiny lên và đi về. Em nghĩ rằng đây là quyết định hợp lý, nhưng mà không, Serven cũng bay back làm cái gì vậy? Easy muốn đánh nhau tiếp và họ muốn cứu S4 thì phải. Midone đã bị giữ chân lại và Sumeru vẫn còn khá nhiều mana. Anh có thể cắt thêm một vài skill nữa. Sekko là dính rồi và Midone sẽ phải chết cái mạng đài bách này. 105 giây lên bảng dành cho Midone. À thì gì, bài bách hợp lý. Bây giờ bên phía EG sẽ di chuyển Ando San, và các thành viên bên phía EG họ đánh tốt hơn. Họ phong có chuẩn mục tiêu. Người đầu tiên họ giết là ai? Là một con Enchant. Và tình huống đó là lỗi thuộc về team series khi mà họ không chuẩn bị đớt. Khi mà Midone tốt con Enchant về, con Win về, thì lại không có đớt. Tại vì là Win bây giờ có talent, talent. Chính xác rồi. Đó là tàng hình khi mà bật skill A. Và đấy là một cái điều mà team Secret họ chưa để ý đến. Zai đang làm cái gì vậy nhở? Zapdo có mặt rồi, dồn đam chết được một người, Fly sẽ phải lên bảng thôi. Nhưng mà Easy họ đã lẩu xong Roshan. Nisa đang uống giết và đó là một mạng của ai nhở? Fly đã phải chết một mạng, Fly bài bách. Và giờ thì sao đây? ATG quay sang và đấm vào mồm của Zai. Zai trâu lắm đấy, thực sự. Thì cái lượng giảm tốc đánh đến từ cái Untouchable nó là quá nhiều. Nhưng mà trong đó thì sao? Sumeru có mạng của Poppy, Sumeru bị dồn đam ngược. Và Sumeru còn cùng phô mai. Em tôi sẽ về được trong tình huống này. Và bây giờ thì một cái giữ chân lại, và đó là mạng của Zai phải nằm. Nisa có lẽ cũng chết rồi. À, hai mạng của chúng tôi à. Team Y là đây, Team Y là đây, và Team EZ sẽ là người có cho mình cái Team Y trong trận đấu đầu tiên này. Và có lẽ sẽ là GG thôi. Thực mà... sự là EZ đang đánh quá tốt. Anh cảm giác ở bên phía của Secret họ đánh lỗi nhiều hơn. Vâng, một cái trận đấu mà Secret chốc anh ạ. Chốc. Thật em sự... nghĩ là chốc. EG họ đánh vẫn cẩn thận khi chưa chắc là Nisa có buyback hay không. Bây giờ thì họ mới bắt đầu tràn vào. Vâng, giữ chân được một người, đó là vị trí của Enchant. Midone thì anh ta đã hết cây ở cái vị trí này rồi, không thể sử dụng được cái skill ném cây nữa. Sao đây ta? Cố gắng combo vào và Echo Slam luôn, dồn đam vào người ATG, nhưng ATG quá trâu. Anh còn đó là rất nhiều đam, và đó là hai mạng của team Secret phải nằm xuống. Thực sự là hy vọng của họ trong trận đấu này đã hết rồi. Đáp cây ra làm gì nhở, Midone ơi? Anh nên tìm gì rồi? Đánh quá hay, tình huống đó ATG anh ta silent vào vị trí của Enchant để không cho Enchant đáp cho mình cái impetus. Chính xác, tuy là anh ta chém Tini nhưng anh ta lại búp Bluthorn vào người của Zai. ATG suy nghĩ đỉnh cao em ạ. Trận đấu này xứng đáng chiến thắng dành cho EG. Vâng, EG đã có một chiến thắng xứng đáng.